Võ Thần Chúa Tể chương năm 5881, vùng trộm luyện thanh. Bạch y nữ tử nhắm mắt lại, trong chốc lát vô số vận mệnh khí tức ở trước mắt nàng lướt qua không ngừng lấp lóe tính toán nhìn trộm ra trước đó chân chính hình ảnh chiến đấu. Nhưng mà làm nàng khiếp sợ là vô luận nàng như thế nào quan sát chỉ có thể nhìn thấy ảnh tộc tộc tổ ngẫu nhiên thoáng hiện phẫn nộ hình ảnh mảnh vụn đến nỗi những thứ khác hình ảnh nàng càng là cái gì đều không thể xem xét đến. Thậm chí khi nàng tính toán thôi động tự thân bản nguyên đi nhìn trộm phía trước hình ảnh thời điểm, muốn nhìn trộm ra cùng ảnh tộc tộc tổ giao phong hai người kia hình ảnh tràn cảnh thời điểm, đột nhiên một cổ trong cõi u minh cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hiện lên trong não hải của nàng. Không thể nhìn trộm, oanh. Bạch y nữ tử thân thể mềm mại khẽ rung lên giống như bị cái gì hư vô chi vật hung hăng đụng một cái, một đôi tròng mắt bỗng nhiên mở ra, miệng há mở miệng lớn hô hấp lồng ngực chập trùng kịch liệt. Cái này, cũng không thể nhìn trộm bạch y nữ tự hiếp một hơi lạnh khí trong đôi mắt có không hiểu kinh hãi cùng kinh khủng nếu như nói phía trước nàng trực tiếp suy tính tần trần vận mệnh sẽ tao ngộ đến trong cõi u minh đại khủng bố thì nàng còn có thể lý giải như vậy hiện tại chỉ có điều thông qua chiến đấu chi địa quay lại trước đây hình ảnh nàng vẫn như của có loại này đại khủng bố cảm giác cái này khiến trong nội tâm nàng khó tránh khỏi hiện lên khó có thể tin sợ hãi cuối cùng là cái gì lực lượng bất cứ lúc nào mỗi giờ mỗi khắc đều tại che đậy thiên cơ mạnh như ta vận mệnh đại đạo trưởng khống giả lại đều không thể nhìn trộm ra tới mảy may dấu vết để lại, bằng không liền sẽ có đại đạo ách nạn lúc tuổi già không rõ. Bạch y nữ tử kinh hải Căn cứ theo những gì nàng biết trong vũ trụ hải một chút cổ xưa nhất trong thế lực một ít kinh khủng tồn tại đích xác có uy năng như vậy có thể che đậy một chút vận mệnh đại đạo khiến người khác đều không thể nhìn trộm. Nhưng nàng tu luyện dù sao cũng là vận mệnh chi đạo lấy nàng tại trên vận mệnh chi đạo trưởng khống lại có ai có thể làm cho nàng liền nhìn trộm như thế một người trẻ tuổi vận mệnh đều không được thậm chí sẽ gặp phải thọ nguyên hao hụt. Kẻ này đến tột cùng là cỡ nào lai lịch? Bạch y nữ tử thân thể mềm mại run rẩy căn bản không dám đi suy nghĩ sâu sắc. Nàng vội vàng thu hồi vận mệnh chi đạo, tại trong hình ảnh kia nàng chỉ có thể nhìn thấy ảnh tộc tộc tổ tức giận gầm rú cùng trên lồng ngực xuất hiện đen như mực một lỗ hỏng lớn. Ảnh tộc tộc tổ bị lấy ra thần đế chi tâm, gây bạch y nữ tử kinh hãi. Không đúng đây chẳng qua là một bộ phân thân. Chợt, bạch y nữ tử nhìn trộm ra càng nhiều vẫn như trước vô cùng kinh hãi. Cái này khiến nàng nhớ tới trước đây Nam Nguyên Thành có liên quan tầng trần truyền ngôn. Là hắn, nhất định là hắn. Tuyệt đối là hắn. Chưởng khống vận mệnh chi đạo phía trước cùng ảnh tộc tộc tổ đại chiến, đem ảnh tộc tộc tổ phân thân móc sạch chính là Nam Nguyên Thành tầng trần. Giờ khắc này. Bạch y nữ tử cuối cùng khẳng định lúc trước ở đây cùng ảnh tộc tộc tổ đại chiến, hơn nữa lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo người chính là nhận được nàng vận mệnh đại đạo đồ tân trần lấy đỉnh phong đại đế tu vi lực chiến thần đế cường giả hơn nữa từ chiến trường bốn phía trên khí tức đến xem ảnh tộc tộc tổ tự hồ cũng không chiếm được tiện nghi ta lúc đầu tại nam vũ trụ hải quyết định quả nhiên là đúng bạch y nữ tử vừa mừng vừa sợ may mắn chính mình lúc trước quyết định nếu như trước đây nàng quyết nghị cùng tần trần vạch mặt như vậy hiện tại kết quả nàng không dám tưởng tượng ít nhất tuyệt sẽ không như tam tộc lão bọn hắn tưởng tượng như vậy, dễ dàng liền có thể đem đối phương cho nghiền chết. May mà ta làm ra quyết định chính xác. Không đúng. Bạch Y nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vô Tận phía chân trời, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên quyết. Ta bây giờ ở dưới tiền đặt cược còn chưa đủ. Nàng ngưng thần phản phất thấy được tương lai Vô Tận vận mệnh khuấy động vũ trụ hải hắc ám biến thiên tông mệnh vận khí cho phản hồi đến xem tương lai vũ trụ hải lập tức sẽ tiến vào một cái ầm ầm sóng dậy ba động kịch liệt thời đại tà thiên tộc muốn tại sóng cao đứng thẳng nhất thiết phải làm ra lựa chọn cơ hội lần này nhất định phải bắt được gia tăng tiền đặt cược muốn cược liền đánh cược một lần lớn bạch y nữ tử trong đầu hiện lên tầng trần thân ảnh đã làm ra quyết định thân hình thoát một cái ở giữa cả người chợt biến mất không thấy gì nữa vạn thần chi khư hư giới tầng một chỗ yên tĩnh hư không có một chi đội ngũ đang nơi đây tìm kiếm cái gì, cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ kinh động nơi này hư thú. Đột nhiên, âm âm, hư không nứt ra một thân ảnh từ trong sông ra, ven đường hư không trực tiếp bị cày ra một đạo đáng sợ khe rảnh tạo thành mấy vạn dặm hư không đứt gãy. Không tốt là thần đế cường giả. Là ai? Chi tiểu đội này vạn phần hoảng sợ, vội vàng ẩn nấp kinh hồn tán đảm bởi vì khí tức kia quá kinh khủng kiềm chế đến cực điểm che đậy tứ phương thiên địa hai cái tiểu tử thúi bản tổ cùng các ngươi không chết không thôi a à, cái này một tôn thân ảnh màu đen xông lên đi ra chính là gào thét lên tiếng ngửa mặt lên trời gào thét vô tận khí tức màu đen nổ tung trong phạm vi trăm vạn dặm hư không trực tiếp bốc cháy lên kịch liệt như trời sập chính là hoảng hốt chạy ra khỏi ảnh tộc tộc tổ hắn gầm thép phía dưới nơi xa mấy ngọn núi trực tiếp sụp đổ kinh động đến phụ cận vài đầu hư thú trong tiếng gầm rống tức giận nhào về phía cái kia thân ảnh màu đen cắn xé mà đi lăng bóng đen gầm thét đấm ra một quyền quanh phanh một tiếng lập tức đem vài đầu hư thú bị đánh bay ra ngoài đáng sợ thần đế chi lực xung kích đem những thứ này hư thú trên thân trong nháy mắt nứt ra vô số khe rảnh nhưng những này hư thú vẫn như cũ hung hãn không sợ chết nhào lên các ngươi những thứ này hư thú tự tìm cái chết bóng đen gào thét vô tận ảnh hỏa buông xuống hóa thành một phương thế giới đem cái kia vài đầu hư thú gò bó kinh khủng ảnh hỏa thiêu đốt phát ra suy suy thanh âm hơn nữa hai tay của hắn nhô ra giống như hai thanh lợi trảo ngạnh sinh sinh thăm dò và một đầu hư thú thể nội dùng sức kéo một phát xoẹt một tiếng đầu này hư thú bị tại chỗ vỡ ra tới máu tươi màu đen bắn tung tóe rơi vãi rơi vào bóng đen trên thân trong nháy mắt thiêu đốt đi ra từng cái hố nhỏ một đạo vô hình hắc ám khí tức trót vào ảnh tộc tộc tổ thể nội tay hắn giơ lên đau thổi phù một tiếng chỗ bị cháy lập tức cắt đi tại hắc ám khí tức phía dưới trừ khử thành hư vô những thứ này đáng chết hư thú chi lực trước kia những cái kia cổ lão tồn tại nhất định phải quyết định như thế một cái hư giới tầng hà tất vẽ vời thêm chuyện. Ảnh tộc tộc tổ gầm thét đôi mắt huyết hồng, liên tục ra tay đem còn lại vài đầu hư thú tại chỗ oanh bạo ra, nhưng hắn trên thân cũng bị thiêu đốt đi ra từng cái khe mà không thể không đem những thứ này nhục thân cắt chém đi. Trong lòng của hắn quá hoa ngủng. Bị hai cái đỉnh phong đại đế truy sát thành cái dạng này để cho trong lòng của hắn tràn ngập vô tận phiền muộn. Phải nghĩ một biện pháp ảnh tộc tộc tổ ánh mắt lấp lóe vì dựa vào bản tổ một người không được vậy thì lại tìm thêm một người trợ thủ ảnh tộc tộc tổ yên lặng suy tư lúc trước sở dĩ hắn sẽ như thế chật vật hết thảy đều là bởi vì tần trần cùng ma lệ quá mức quỷ dị hai người một cái động một chút lại liều mạng hơn nữa hung hãn không sợ chết một cái lại đem hèn mọn không ngừng móc tim suy yếu lực lượng của hắn lúc này mới dẫn đến hắn không thể không thoát đi nếu có nhiều một người giúp ta kiềm chế lại một người trong đó lấy bản tổ thực lực sợ là trực tiếp liền có thể bóp chết bọn hắn. Tìm ai đâu? Ảnh tộc tộc tổ ánh mắt băng lãnh, thân là ảnh tộc tộc tổ hắn cũng là có không ít hảo hữu, nhưng nếu là để cho bọn hắn ra tay không nói đến dễ hao phí ân tình, chỉ là mời được đối phương cũng cần phí ra không ít thứ. Tại trong vũ trụ hải liền xem, như cự đầu hảo hữu ở giữa lẫn nhau cũng muốn phân chia lợi ích. Có rồi. Đột nhiên ảnh tộc tộc tổ trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một thân ảnh hắc long hội lão tổ ánh mắt của hắn sáng lên đúng chính là hắn hắc long hội lão tổ phía trước cùng ma lệ giao thủ động tỉnh tại vạn thần chi khư huy náo rất lớn không giống lúc trước hắn giao thủ ở vào hư giới tầng người nhìn thấy không nhiều nhưng hắc long hội lão tổ truy sát ma lệ động tỉnh phát sinh ở vạn thần chi khư ngoại vi chẳng những bị rất nhiều người nhìn thấy hắc long hội lão tổ thậm chí chính mình ban bố lệnh truy nã nếu cùng hắc long hội lão tổ liên thủ căn bản không cần trả giá cái gì Hắc Long hội lão tổ trực tiếp liền sẽ cùng đối phương liều mạng. Là hắn. Ảnh Tộc Tộc Tổ trong lòng cuồng hỉ một tiếng ầm vang, hắn từng bước đi ra thân hình thoát một cái ở giữa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa những cái kia ẩn trốn ở chỗ này mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra, nhào nhào nhẹ nhàng thở ra, Ảnh Tộc Tộc Tổ cuối cùng rời đi. Chỉ là bọn hắn ý niệm trong lòng còn không có rơi xuống. Trong hư không đột nhiên xuất hiện nhiều đóa ảnh hỏa những thứ này ảnh hỏa chợt tại bọn hắn quanh thân thiêu đốt trong nháy mắt bao vây lại bọn hắn. Không. Ảnh tộc tộc tổ tha mạng A. À. Quanh. Vô tận hỏa diễm bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, khi những ngọn lửa này tắt đi nơi đây đã rỗng tuếch, không còn sót lại bất cứ thứ gì chỉ để lại một chút không gian bảo vật cùng binh khí lặng yên tiêu tan không thấy. Hư giới tầng. Tạp bố lỗ bay lượn ở trong thiên địa vô cùng khéo léo tại trên lưng của hắn tần trần cùng ma lệ ngồi xếp bằng. Hai đạo lực lượng vô hình riêng phần mình tại trên thân hai người nhanh chóng tràn ngập. Ma lệ ngón tay từng chút một diễn hóa, không biết qua bao lâu hắn toàn bộ bàn tay đã trở nên một mảnh đen kịp, một loại làm người sợ hãi khí tức tùy theo di tán mà ra. Ha ha ha, tần trần bàn tay của ta cũng đã diễn hóa thành công. Ma lệ kích động đứng lên đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang phía trước hư không trực tiếp nứt ra một cái đen như mực lỗ thủng, Giống như lạch trời vượt sâu đồng dạng kinh khủng. Tạp bố lỗ bị dọa đến rụt cổ lại, vùi đầu đau khổ phi hành. Tần trần ngươi đây. Ma lệ vừa quay đầu nhìn về phía tần trần bàn tay, không khỏi khẽ giật mình. Vì tần trần ngươi làm sao còn chỉ là diễn hóa ra một ngón tay. Một điểm tiến bộ cũng không có. Cái này không giống ngươi à. Ma lệ ngây ngẩn cả người. Người khác nhìn không ra hắn một mắt liền nhìn ra. Tần Trần vẫn là một ngón tay được thâm nguyên kết cấu ngoài ra cũng không có gì thay đổi. Hắn trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì? Lười biến sao? Ngay tại Ma Lệ Nghi, hoặc thời điểm Tần Trần nhắm đôi mắt bỗng nhiên mở ra khóe miệng buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Thành! Tần Trần trực tiếp đứng lên, ảnh nguyên phân thân. Ông một tiếng, chỉ thấy Tần Trần thân hình chợt bắt đầu mơ hồ một đạo đáng sợ ảnh chi đại đạo quy tắc từ trong thân thể của hắn đột nhiên lan tràn ra, sau một khắc tầng trần cả người lập tức phân liệt đã biến thành hai tôn thân ảnh giống nhau như đúc cái này hai tôn khí tức đồng thời tản ra làm người sợ hãi khí tức căn bản không phân rõ được thật giả con mẹ nó ma lệ trồng mắt trừng tròn xoe miệng lớn có thể tắc hạ một quả trứng gà gia hỏa này lúc nào lại vụng trộn đem phân thân đều cho tu luyện thanh bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc bạn nghe truyện vui vẻ